Tới rồi. Vô vô lẹ lẹ, vô 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 vô. Vô 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 anh em ơi. Con gì mềm mềm các bạn. Ôi, ôi, ôi. Điểm điểm nhanh anh xíu dư ngực á. Đây là cái ngôi nhà ma nha mọi người. Hả? Cái gì đang cắn? Mày làm hết hồn mày. Hello mọi người, chào mừng mọi người tới cái phần tiếp theo của cái chuyến đi thác mai của mình ha. Hiện tại là mình đang tới ngã ba để quẹo vô thác mai. Nhưng mà trời đang chuyển mưa mọi người ơi. Có thể là sẽ mắc mưa, ở phía trước đang mưa rất là ghê, rất là căng luôn. Đó là hy vọng là không mắc mưa. Giờ thì mình sẽ tiến tới cái ngã ba để quẹo vô thác mai thôi. Tới ngã ba này mình sẽ quẹo vô mọi người, quẹo vô lẹ. Lẹ để có chừng mắc mưa. Mưa tới rồi. Kiếm chợ nấp mưa. Nấp mưa đây. Nấp mưa đây. Nấp mưa đây. Kiếm quán cà phê cho nấp mưa đi. Vô đi không? Vô đục mưa đi mọi người ơi, này đi. Vô nó mưa đi. Lên. Rồi, lên luôn. Xuống cái này, lên. Rồi, lên. Mưa ai, nấp mưa cái đi rồi đi nha. Ok anh em ơi, mấy anh em mình đã mua mấy cái món đồ cần thiết để tôi trong đó chơi bò cái kiểu đó ha. À, dưa hấu nè, mua mấy trái á, thì bánh trái cái kiểu đồ mọi người đang hỗ trợ mình để mà đi đem đồ vô trong đó để tối chưa mà sói kiểu. Ok đi nha. Let's go. Trời nắng đẹp luôn má ơi. Nắng hơi bị tối luôn á. Ồ đẹp quá. Mình thích nhất là cái đoạn đường mà đi vô thác mai. Thì đoạn đường rất là đẹp. Đẹp như thế nào nữa thì mình sẽ quay trở cho anh em coi. Trời đẹp lắm mọi người ơi. Thác Mai là một cái địa điểm mà nó cách Sài Gòn không có xa lắm. Thì nó còn khá là hoang sơ theo nhận định của mình. Nó không có giống như Suối Mơ. Suối Mơ thì đã được đầu tư rồi, đông đúc lắm luôn á. Nhưng mà Suối Mơ thì cũng có cái hay riêng, còn cái Thác Mai thì nó cũng vậy. Thì Thác Mai thì nó hoang sơ mọi người thấy không? Và mây rồi đẹp quá ha. Đường đi vô Thác Mai á, thì nó không có sình lầy nha. Mấy năm trước á, thì là đường đất
Nhưng mà gần đây mấy năm trở lại đây thì đã được đầu tư cái con đường nhựa chạy khá là phê, sướng lắm luôn, đẹp hoài lắm mọi người ơi. Cho nên là bây giờ anh em mình tiến sâu vào trong Thác Mai, giờ mình sẽ quay lại những cái cảnh, những cái con đường mà những cái tán lá mà nó phủ cái con đường đẹp, cực kỳ đẹp, chia sẻ nó cho mọi người. Mình đang tiến sâu vào trong cái đường vô Thác Mai nè mọi người, mọi người thấy tuyệt vời không? À, mấy cái tàn cây lá cao ha, mình chưa có vô tới cái cổng mà để xốc vé nữa, bán vé nè mọi người. Mà đẹp kìa rồi á, thì trời vẫn còn nắng nhưng mà mặt trời đang bị mây che, tí nữa mặt trời xuyên qua đẹp lắm luôn mọi người, xuyên qua cái lá cây này nè. Vô phía bên trong thì còn đẹp nữa, càng vô sâu bên trong á cảnh đẹp cũng còn hoang sơ đẹp lắm mọi người. Wow, hết sảy, tuyệt vời tuyệt vời. Lúc trước thì mình cũng có quay về cái địa điểm Thác Mai này rồi ha. Wow, mấy cây cổ thụ đẹp quá, bự quá, đường cũng đẹp đó, quá xá đẹp luôn. Cái con đường xuyên rừng 15 cây số mọi người, hết chút chấm, quá đã quá đã. Đường đẹp không? Dạ. Thấy đường đẹp không? Đẹp anh. Xuất sắc. Ôi là gì? Đẹp quá. Đẹp vậy á, mấy anh em bo cua thì thôi cả gói quá. Ghê vậy, vô vừa bắt phai cái ghê không. Vô trong đây á, là không có sóng điện thoại cho mọi người, coi như là nếu mà vô trong đây chơi thì sẽ không có sóng điện thoại, không có liên lạc về gọi, muốn mọi người muốn có làm gì mà có để có internet á, thì cũng hơi khó ha. Tại vì càng sâu đây thì không có sóng điện thoại, nhưng mà mình vô đây mình sẽ cố gắng mình tìm cách làm sao đó cho anh em có mạng xài, có 3G cái kiểu chẳng hạn. Tại vì sâu vào trong rừng á thì sóng nó không có tới được cái điện thoại của mình mọi người, bị mấy cái tán cây rồi chia hết rồi. Quên giới thiệu mọi người, hôm nay mình vẫn mới thấm đi phượt đó, mọi người thấy không, thấy kiến nhìn phía hậu nè. Nay mình chở mới thấm nữa mà mình quên mất tiêu, thì tại vì thường ngày đi có một mình nè, đó là nay có người ngồi sao mà nãy quên giới thiệu với mọi người nữa, thôi để vô trong đó rồi cái gì quay lại để giới thiệu mọi người ha. Bao nhiêu người mọi người? 22 người đúng không? 22 hay là 23 đó. Xe 20 HB chở hình nữa, còn 18 nữa. Mấy? 23 đúng không? 23. Dạ 23 người anh. Đăng ký là hả? Đăng ký chứng minh rồi. À rồi. Okay. Rồi qua mọi người ơi. Một đường một. Let's go. Sao bị gì vậy em? Bị gì vậy? Rồi mày sống rồi. Rồi hên.
chị phóng lợn á, tôi phóng lợn. Ba, đang quay đó. Ở ngoài kia xào phóng lợn, ở đây xào phóng lợn này. Đi gắn đi. Ok, let's go. Không mấy mình vô trỏng đi anh em. Mai mình ra, tại vì giờ không có nắng, chụp không có đẹp gì á. Thôi, đừng bỏ ở đây. Mày chở vô 7 cây nữa rồi mày bỏ. Xong trong kia còn xa nữa. Ok, let's go, let's go. Từ cái đoạn này vô trong đó còn có 6-7 cây gì đó mọi người, là sẽ tới hết đường này luôn, là còn 6-7 cây nữa. Hai bên là mình thấy như có cái cây dầu, gọi là cây dầu gió mọi người, thì những cái trái của nó rụng rất là nhiều luôn, mà để ngày mai á mấy anh em ra sống ảo được cái kiểu đồ khá là nhiều luôn ha. Người nói chứ mọi người không hình dung được. Cái cây này nó rụng cái trái, cái giống như là cái lá của nó xuống á, là nó có một cái hạt, sự hai cái cánh á, nó xoay rớt xuống mọi người. Mà trái trong đây to khủng khiếp luôn, to lắm luôn á. Ngày mai á mình sẽ ra mình kiếm mấy cái trái tươi á, mình cho mọi người coi ha. Quá đã luôn. Con đường mình hơi phê lắm. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's go for it now. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be. Rồi, tới Thác Mai rồi. Wow. Còn đây là một cái không gian nó khác hoàn toàn của mọi người. Rồi rồi về nha. Tới Thác Mai rồi, giờ quay đầu về. Rồi vậy đó. Rồi rồi về về về. Về về cái ơi. Quay đầu về. Đây. Tới Thác Mai rồi. Rồi đi về. Về về về. Đây đưa cho tiền đây, vô đi. Về bye nha. Về quay đầu. Đi, đi lên đảnh bỏ đồ đi, xuống ăn. Chắc chưa? Hất một cái bay lên ngọn cây luôn. Ô, oh, hello Idol. Idol đi lạc đâu đây vậy? Có xe không đi thì đi bộ. Ô, oh, liêu liêu. Ôi, xém nữa, úp mì rồi. Rồi, đi tham quan bãi tắm mọi người ơi. Đây có nhóm nào cắm trại chưa anh Điện? Chưa, mấy số mà. Chưa mà, nó chưa đều có đúng chừng là gần mưa, cái chừng thứ năm. Tối nay ra tham quan cái nhà ma mới được. Cái nhà này gọi là nhà quan đúng không anh? Quan gì trước kia tôi thuê mà từ hồi thằng Lý Hải nó tung lên cuối cùng rồi. À. Tôi bỏ luôn. À, coi như là cái nhà này bình thường thôi, nhưng mà tại vì cái quay phim thì thật hai ấy, nó tung lên cuối cùng rồi.
khách nó cứ tung là nó nghĩ nhà ma đấy. À gọi là nhà ma thôi chứ thật ra là đâu có gì đâu. Có chuyện nhà ma ở đây. Ok, xuống cái bãi tắm mọi người ơi. Sao vậy, xuống đi. Phê. Mát. Ủa mắt lạnh. Xuống mày đè ai. Tắm tiền tột quần ra. Lẹ lên. Tột quần ra. Wow, quá phê. Xuống anh em. Bánh không? Xuống đi. Nhiều người nha. 10.000. À, anh ráp này, ráp này ghê thiệt. Vô thét mai cũng có ráp. Mắc quá. Ai chị? Rồi thôi xuống tắm đi. Ghê ha. Tắm từ cái mỏm trở vô thôi nha. Cô mới đẹp. Trời ơi, đẹp quá. Mất dạy. Đây chạy xiết lắm luôn. Đây mọi người ơi, anh em mình ăn cơm với lại đậu cái lăng. Cái này là heo rừng. Heo rừng. Ngon. Em ăn cơm xong em quay. Bắt mở giùm anh cái nồi lên mới mà. Đây là lẩu cá lăng. Ta-da. Lẩu cá lăng nha mọi người. Đúng tí. Đây là cá lăng kho này, heo rừng nè. Quá đã. Ở đây có đặc sản rồi nè. Đây lấy tay lên. Trời ơi, cơm cháy. Quá đã luôn. Kìa bên kia có đặc sản gì. Món gì ok, hello anh em nha. Thì buổi tối anh em mình ăn xong bắt đầu anh em mình đi khám phá nhà quan. Đó, lực lượng hùng hậu không? Quá đã luôn. Xem anh em mình dựng đây luôn. Đây. Đây đi đi. Mà trước khi khám phá nhà quan mình vô khám phá nhà tắm luôn. Ồ, tôi có cái đèn xịn quá nè ơi. Thì từ đây vô cái nhà quan cỡ chừng 200-300 mét gì à. Mà đi đường nào ta? Tụi này đi được không? Bạn đi. Ghê quá vậy. Ở bên đây nè, bên đây nè. Bên đây có ánh đèn nè, bên đây nè. Rồi. Mày mở đường đi Khải. Quá giật hết mình luôn á. Nóng giò. Quần tôi không có dây nịch nha anh em, có gì chạy tôi còn xách quần tôi chạy đâu được. Quá tuyệt vời luôn. Cẩn thận bước chân nào. Ôi, cái gì vậy? Trời ơi, kiến kìa má ơi. Ông nội ơi, ôi, kiến kìa. Ủa mà anh em, cái ngôi nhà nằm ở đâu vậy? Đây nè anh em ơi. Đây, anh em mình tới rồi.
Vô vô lẹ lẹ, vô 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 vô. Vô 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 anh em ơi. Con gì mềm mềm đấy bạn. Ôi ôi ôi. Điểm điểm danh anh xíu dương rồi đó. Đây là cái ngôi nhà ma nha mọi người. Ngôi nhà ma trong cái bộ phim Lật Mặt 2. Rồi. Vô 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 vô. Vô vô đường này nè. Trời ơi gì vậy? Trời ơi gì vậy? Xíu xíu. Lẹ lòi gồm không rồi. Từ từ nha. Từ từ nha, từ từ nha. Đừng có lên cái hang đông quá nha. Lên, lên từ từ thôi. Khám phá từng phòng đi. Ôi, gì mà. Ghê quá. Trời ơi. Ôi cái chân kìa. Ôi ghê quá. Ôi kinh khủng thiệt. Mấy con mọt đó mọi người. Ê mình lên lên trên lầu ơi, lên trên lầu ơi. Lên 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 trên lầu ơi. Lên gãy, lên gãy. Lên gãy. Ui. Trời ơi anh em ơi. Anh em cho tôi một chút ma mị coi. Hả? Cái gì? Cái gì đang cắn? Mày làm hết hồn mày. Cái quạt ông ơi. Ừ, cái mùi gì kinh quá vậy? Lỡ rồi đi luôn đi. Ở đây có mấy bạn cắm trại đây nè. Ôi, ôi. Khúc này là khúc Lý Hải nhảy xuống rồi. Cái gì ghê vậy? Hai đường đó còn cọt nha. Ôi. Cái nhà này là mà hai đi hẳn luôn. Đúng rồi, khúc này Lý Hải nhảy xuống rồi. Hết phim. Không, hết phim rồi, chỗ này luôn hả? Hết phim chỗ này nè. Cái cửa đóng mà. Ghê quá vậy. Thôi xuống mọi người ơi. Xuống anh em ơi. Xuống lẹ anh em ơi. Giường nào không? Tự nhiên anh em mình đi khám phá cái ngôi nhà ma xong về cái cháu về tới lên tới rồi mọi người. Này là cháu gà. Nó cay đông quá mà ăn là quá đã luôn. Bánh bao rồi. Dắt con bia ta ơi. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Đây là gỏi qua chuối nha. Gà, gỏi, cháu. Sao? Mồi này vô mình góp lên, mình ghép lại luôn. Hay là mình vô trong mình ngồi ăn ta? Ăn đây nè, bà nói nghe bà dọn tối nghe nằm nghỉ. À. Ok, Chiến ơi. Hé nhô anh em. Chuyên mục ăn cháo giữa đêm khuya, gọi là cháo đêm. Cháo gà, cháo gà gỏi qua chuối. Quá đã. Cháo gà gỏi qua chuối cho mọi người. Quá tê anh em ơi. Quá tê anh em ơi, ông đĩa. Trời ơi, quá tê. Vậy thôi rồi gì nữa, cuộc sống vậy thôi gì nữa. Đâu ăn quay ơi, ăn ơi. Ăn nhồm nhà mà ơi. Ê. Bồi bỏ đem cho ba số kiểu này thì thôi chứ. Không đi anh chỉnh không đâu.